Tại tỉnh Ninh Thuận, các hộ dân sống ở huyện Ninh Hải đang sống trong cảnh lo lắng và bất an, bởi trong thời gian gần đây, tình trạng biển xâm thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những đợt sóng đánh mạnh vào bờ gây ra tình trạng sạt lở, nhà cửa bị hư hỏng nặng, nhiều gia đình phải sơ tán để có thể đảm bảo an toàn tính mạng cũng như là tài sản. Ngôi nhà của ông Đỗ Xuân Bốn chỉ sau một đêm đã bị sóng lớn đánh sập toàn bộ phần sau. Nền nhà bị khoét sâu tạo hàm ếch, đứng ngang tới ngực. Ông cho biết nhà của ông bị sóng lớn đánh sập vào ngày 24 tháng 1 vừa qua. Mặc dù trước đó, ông đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng mua đá, xi măng để xây tường bảo vệ. Năm ngoái có sập một lần rồi. Rồi là gia cố lại, làm lại như mới. Rồi bây giờ mùng 3 Tết vừa rồi là sập một lần nữa. Hiện nay, có khoảng 10 ngôi nhà tại đây đã bị sóng lớn đánh gây thiệt hại. Có nhà bị sập một phần, nhưng cũng có nhà bị sập hoàn toàn. Người dân cho biết, trước đây bờ biển cách xa khu dân cư hàng chục mét, nhưng bây giờ đã ăn sát vào các ngôi nhà. Bởi tôi cũng nhờ ở bộ hay là ở tỉnh là phải làm cái bờ kè chắn sóng để cho nói chung bà con cô bác ở ổn định, cuộc sống yên tâm mà để làm ăn. Chứ bây giờ bà cứ nước lớn vô là cái vỡ nhà, nước lớn vô vỡ nhà, cứ năm nào cũng làm hết. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, hiện tại khu vực này chưa có đê kè bảo vệ. Vị trí xây nhà hiện hữu cách mép nước mặt biển từ 5 đến 20 mét. Một số hộ dân chủ động gia cố bằng bao cát và đá học, xây tường bằng đá chẻ để tránh sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Việc sóng biển gây xâm thực vào nhà dân, khu dân cư, nhà xưởng chỉ còn là vấn đề thời gian. Vị trí tôi đang đứng trước đây là một ngôi nhà kiên cố, thế nhưng bây giờ đã bị sóng biển cuốn trôi. Theo quan sát của tôi, tình trạng biển xâm thực nghiêm trọng đã khiến nhiều ngôi nhà bây giờ nằm sát mép bờ biển. Một số hộ gia đình đã phải di chuyển đi nơi khác để ở nhờ vì không còn an toàn. Vừa rồi đây thì địa phương cũng phối hợp lại chi cục thủy lợi của Sở Nông nghiệp cũng vừa rồi cũng đi khảo sát và để có những cái kiến nghị sớm nhất, lên kiến nghị lên cấp trên để có cái hướng giải quyết sớm nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có chỉ đạo khẩn với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. Theo đó, chính quyền địa phương chủ động kịp thời triển khai biện pháp cảnh báo và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong khu vực.